Hello anh em, mình đang ở Ma Đắc ha, đó khu nghỉ dưỡng nè. Thì bây giờ có cái cao tốc Long Thành Dầu Dây, rồi Dầu Dây gì đó, rồi Cam Lâm Vĩnh Hảo này nọ đó, nên thời gian đi Sài Gòn Buôn Ma Thuột cũng nhanh lắm. Nhất là Ma Đắc nữa, quẹo một cái lên đèo Phượng Hoàng là lên rồi. Thì đi làm công ty mà, đi làm cho công ty event đó. Đi làm cho event của công ty, đồ mẹ nó ngược. Đó, thì các bạn thấy nè, nhân cơ hội lên cái. Đó. Đầu kế hai anh lớn với một anh đã quen các bạn rồi, Fortuner đời khoảng 2015. Quen rồi thì mình không bàn nha. Thì cái nói chung là xe mình là phục vụ của mình thì không bàn. Nhưng mà tại vì nhân cơ hội là mình đi chung với đội xe của công ty nên mình may mắn, nói chung là lần này là mình phân biệt được nha. Cái dòng Range Rover nha, nó có một dòng Sport và một dòng Biography. Cái này mình chưa tìm hiểu kỹ nhưng mà là cái tên thì nó khác, thì bây giờ mình nhìn bên ngoài cũng thấy nó khác luôn. Các bạn sẽ thấy nè, cái thằng Sport này nè, thằng Sport này thì không gian nó sẽ nhỏ hơn, cái chỗ này nó vuốt xéo đó. Một lát nữa mình sẽ cho các bạn coi bên trong đó, còn chi tiết hơn. Còn bây giờ mình nhìn bên ngoài trước đi. Còn thằng Biography á, các bạn sẽ nhìn cái này nè, cái phần này của nó nè, nó làm thuôn hơn, tức là nó tăng cái không gian hơn. Nó tăng cái không gian ngồi phía sau rất là rộng luôn. Con Biography này là tương đương một chiếc SUV 7 chỗ full, SUV full size cỡ lớn nha, tương đương con đó luôn. Còn con Sport là một dạng nhỏ nhỏ hơn, giống như Lexus LX thì tương đương con này đi, tương đương con này. Còn Lexus GX thì sẽ tương đương con này, là Sport nha. Tất cả những dòng này của công ty đều là làm một động tác duy nhất là để phục vụ cho những event của doanh nghiệp nha. Nên xe cộ giữ kỹ này nọ và máy móc là rất là ít xài. Máy V8 này nọ cực kỳ mạnh luôn, chạy khỏe. Các bạn nhìn thấy nè, đó, gầm sedan đi lên Ma Đắc nè, gầm SUV đi lên Ma Đắc nè, bao khác biệt luôn. Thì mình sẽ cho các bạn nhìn thấy trước là con Sport. Con Sport thì nó như thế nào. Đó, nội thất anh em tài xế chạy cũng dễ kỹ lắm, chứ không có chạy theo kiểu bung thùa đâu. Các bạn sẽ không thấy, không cảm nhận được ở trên clip đâu, nhưng mà cái mùi da của nó đó, nó rất là đậm chất mùi da của châu Âu nha. Cái mùi này thì khó diễn tả lắm, người nào đi nhiều người đó sẽ hiểu thôi ha. Mình thì quay nhanh so sánh nhanh hai con thôi chứ cũng không tiện ngồi vô của anh em nữa, tại vì xe mỗi người, mỗi tài xế là sẽ ôm một xe, mình tôn trọng họ nha. Đó, đồ đạc bao nhiêu năm vẫn còn rất là giữ kỹ nha. Đó, giữ gìn hết nè. Đấy, nâng hạ gầm nè, đó, phuộc hơi nha, số tự động nha, ngồi rất là thoải mái, ngồi rất là thoải mái. Thì cái này là vị trí của tài xế đó. Còn vị trí của băng sau nó như thế nào bây giờ tài xế theo mình nhớ mang máng, anh tài xế này là anh gì đó quên mất rồi, thì anh cũng cao 1m7 á, ngồi vô nè, đó cũng rộng rãi, ok. Có dàn lạnh sau nè, phía sau nè, băng hai nè, con này đúng luôn nè, không thấy cái băng thứ ba nè đó. Con này là dạng chở nhẹ nhàng thôi, không có to lớn gì cả. Dòng này thì vừa phải, chi phí mua chắc cũng dễ chịu đó. Rồi không có cửa hít nha, mấy con này nó không có cửa hít. Cái thú vị mà mình khi mà mình mở cái con Sport này lên á là nó sẽ như thế này. Các bạn có thể mở phần phía trên, lâu bạn chồm vô làm cái gì đó trong này để mình chỉnh lại đó, các bạn chồm vô làm gì đó chất đồ vô, nhưng toàn bộ cái cửa này có thể được mở lên. Các bạn sẽ đóng cái này lại, các bạn sẽ bấm cái nút này đó, điện nó sẽ tách ra ở đó, các bạn nắm kéo nguyên cụm lên đủ, rất là đã luôn, tiện nè. Xe để là cũng theo kiểu là để đứng yên chứ cũng không có di chuyển nhiều, chỉ có event thì mới đi thôi nha. Toàn bộ nè, nỉ rất là mướt mượt mượt luôn, đồ chơi đầy đủ. Rồi, cốp này vẫn là cốp hơi thôi, ti thủy lực thôi, chưa tới là cốp điện. Xong ha, một con Sport. Bây giờ chúng ta đi qua thử nhìn con Biography. Con Biography thì mình thấy là nó ngầu hơn nè, nó bự hơn nè, nó có con này thì lại có bể bước nè,
nha. Mình sẽ không quay khoang máy thì cũng khỏi cần mở máy làm gì. Nói chung là mình mong muốn cho các bạn nhìn thấy đây là những chiếc xe được mua, được để nguyên, được sử dụng với mục đích là chở người, chứ không phải là cái gì quá ghê gớm cả ha. Nên cục máy thì nó sẽ zin thôi, chả đụng chạm gì cả. Con này được cái màn hình nó đẹp hơn nè, cái mùi nó cũng khác nè, cái mùi của con này khác nè, vẫn là phục hơi nha. Đây dấu hiệu phục hơi y như con kia luôn, con Sport luôn. Con Biography thì nhìn nó sang hơn, bè con hơn. Ghế nè, chỉnh điện nè, rút chìa vẫn chỉnh được nha. Dấu hiệu của thời gian nè, phanh tay điện tử. Đây, phanh tay điện tử rất ok. Rồi, là khoang người lái nha, khoang tài xế. Tiếp theo, khoang bằng sau nè, khoang thứ hai nè. Có sửa ghế với làm mát ghế luôn nha, xịn sò. Chỉnh lật ngửa, lường liên tới liên lui, trường tới trường lui, ngã tới ngã lui đều bằng điện nha. Nè, mình bấm thử nè. Đó, đang lên nè. Nè, rồi xây ghế làm mát ghế là mọi thứ đều có trên cửa luôn. Range Rover Biography, TV màn hình sau ha. Rồi, các hàm cửa vẫn còn rất cứng nha. Rất là đã luôn. Tiếp theo phần cốp. Đó, con này vẫn là tách đôi. Con này vẫn là bấm cái nút ở dưới này nè, thì nó sẽ tách cái này lên, nhưng nó sẽ không có cái nút dưới này. Nó giống cái con Lexus LX470 mà mình từng quay ha. Con này thì nó bấm đây, nó nhả điện ra, lập tức đi xuống. Rồi, nhả điện xong, ở phía sau nè. Con này thì, ủa, con này cũng không có băng ghế thứ ba. Vậy là mình nhớ nhầm, nhưng mà bù lại là cái khoang này rộng thiệt. Đúng là nó bự hơn cái con Sport kia. Con này nó bự thiệt, nó không có băng ghế thứ ba nha. Không phải là kiểu chở thêm được hai người phía sau đâu. Này là chỉ chơi đồ thôi. Nè, đó, chơi được chiếc này nọ, nỉ vẫn còn rất là tốt. Rồi, ok. Đó, xe số 1, xe của hôm nay anh đội trưởng, anh Mẫn anh chạy. Hầu như những xe của doanh nghiệp này đều có cái này làm điểm nhấn. Đó, các bạn thấy không, ống thở nè, xa xa kìa. Con đầu tiên thì không có, nhưng con phía sau thì có nha. Đây, con phía sau thì có, con đầu tiên thì không có ha. Rồi, đấy, như vậy thôi. Chơi, à, sẵn chia sẻ các bạn luôn, mình mới bị lúng cái lỗ. Con Biography thì mâm của nó là được chạy là 19-20, còn con xì bọt là chạy được 18-19, hai size. Rồi, ok, vậy thôi. Đó, đi chơi thì phải dậy giao lưu anh em này nọ, có cơ hội quay cho các bạn nè, cái thời của bọn nó nè, rửa kiến nè, phun nước rửa kiến nè, ở máy xưa lạnh, Anh Quốc này nọ phun lên, con này có nè, đó. Ủa lộn, rửa đèn chứ nhầm, mình nói lộn, rửa đèn nè. Nhìn nó cũng sáng sủa hơn phải không? Các bạn thấy nè, con này là Biography ha. Các bạn nhìn xa xa kìa. Đó, cái mặt ca lăng của nó màu đen chứ nó không phải xài màu chrome sáng. Đó, một điểm phân biệt nữa cho các bạn. Biography Sport. Sport. Và xe của thằng chủ kênh từ lưa tắc ác. Cái gì cũng sửa, cái gì cũng tự làm. Gà ra hết công ăn việc làm với chiếc này luôn nha. Không, đi về rửa xe thì đó, đi về rửa xe thì có công ăn việc làm. Rồi, vậy nha các bạn. Bye bye.